Chào các bác nhá. Em test cái bộ PS4 Slim Hack này cho bác luôn ở Hưng Yên. Cái bộ này là 500G nhưng mà bác nâng cấp lên OMT rồi. Đấy, thì em đã nâng cấp OMT cho bác rồi nhá. Đây, máy còn khá là đẹp. Đấy, vỏ còn đẹp. Máy zin luôn nhá. Tem vòi vẫn còn nguyên này. Chưa hề sửa chữa. Đấy, tem bảo hành của em dán trong hay không. Đấy. Chào bác luôn ở Hưng Yên, bác cọc trước cho em rồi. Bác nào mua hàng ở xa thì vui lòng cọc trước giúp em nhé. Thì em mới ship code. Bản này là bản hack 9.0 nhé. Em sẽ cần một cái USB để hack. Đây em kèm thêm cho bác cái USB hack. Chỉ em hướng dẫn thôi. Đây có một cái tay kèm theo máy này. Đây là cái tay kèm theo máy nhé. Tem bảo hành của em đây. Và bác lấy thêm một cái tay line new nữa. Đây tay lấy thêm với bác nhé. Như mới luôn. Tem bảo hành của em đây. Là nhiều hàng như mới. Đấy là hai tay. Đấy còn dây dợ thì đầy đủ. Dây nguồn này, dây nguồn nhé. Dây này là HDMI này, kết nối với TV này. Đấy còn cái dây này là dây sạc cho tay. Đấy, nó dùng cái cổng micro USB thôi, cái cổng phổ biến lắm. Đấy, khi tay hết pin thì bác cắm vào đây. Đấy còn cái đầu USB này có thể dùng củ sạc điện thoại để sạc nhé. Đấy, riêng tay PS4 nó hỗ trợ củ sạc điện thoại. Đấy, hoặc là cắm vào cái cổng USB của máy. Rồi, em hướng dẫn bác cách lắp đặt này, kết nối dây với cả sử dụng hack nhá. Đây, ở đằng trước này, có phím này là phím bật nguồn nhá, phím to này này. Phím ra đĩa đây, đấy cái khe nhét đĩa đây. Hack nhưng mà vẫn chơi được đĩa nha bác nhá. Bác có thể mua đĩa bản quyền về chơi bình thường. Có hai cái cổng USB đằng trước nhá để sạc pin cho tay. Đấy, hoặc là gắn ổ cứng game ngoài qua hai cổng USB này. Ở đằng sau này cổng nguồn này, tiếp đến là cổng AUX thì không dùng bác nhá, cổng HDMI này kết nối với TV, cuối cùng là cổng mạng. Nhưng mà cái con PS3 con PS4 hack này thì không kết nối mạng bác nhá, và đã hack rồi thì không kết nối mạng. Đấy. Cho nên là không quan tâm đến mạng nữa. Con này có cả wifi nữa nhưng mà khách cũng không kết nối mạng. Đấy là cái phần kết nối. Đấy, bây giờ để em hướng dẫn bác cách bật hack. Bật hack như thế nào. Đấy. Và test thử máy cho bác. Rồi cắm nguồn với cả cắm nước HDMI vào. Sau đó thì bấm phím nguồn trên thân máy này này. Phím to đấy, vừa nãy em chỉ đây là máy nó bật thôi. Hoặc là bấm cái phím này, phím PS trên tay này. Đấy là máy nó cũng sẽ tự bật nhá. Tại tay đã kết nối với máy rồi. Còn cái tay hai này tí nữa em hướng dẫn. USB hack, chuẩn bị USB hack nhá. Mỗi lần bật máy là phải hack thì mới chơi được game. Và mỗi lần hack thì phải cắm cái USB này vào thì mới được nhá. Bác nhá. Đây. Em bây giờ em sẽ show thông tin của máy trước đã nhé. Đây lên trên này. Bác chọn phần cài đặt. X là chọn còn O là back. Đầu tiên là phần hệ thống để xem thông tin của hệ thống đã. Đây, máy này firmware 9.0 nhá, 9.0 phải dùng USB hack. Ok chưa? Đấy là firmware. Còn đây là bộ nhớ này. Đấy, bộ nhớ 1TB nhá. Máy này trước cũ của nó chỉ có 500 thôi, nhưng mà bác muốn ổ 1T thì em nâng cấp lên 1T rồi. Đấy. Nhưng mà nó không nhận đủ 1T đâu, chỉ nhận 861.4GB thôi, máy nào cũng thế. Và đã sử dụng 820GB rồi. Đấy. Đầy ổ rồi, không cài thêm được nữa. Chỉ còn một ít trống này để bác chơi game, bác còn xếp game các thứ nữa thôi. Đấy, đấy là cái về phần bộ nhớ. Mạng thì em nhắc lại là không kết nối mạng bác nhá. Đấy, máy hack này thì đừng kết nối bạn. Rồi, thế còn về game thì em một số game bác yêu cầu thì em cài rồi. Đấy, ví dụ như game này, World War này, đua xe này, đấy, God of War này, FIFA 22 này, rồi Dragon Ball này, Dagon này, đấy, những game mà bác yêu cầu nhé. Ngoài ra thì em cài thêm các game nữa, những game phổ biến.
Horizon bác yêu cầu này, GTA này, TikTok Tu này, đây là dòng đen này, đua mô tô này, để đua ô tô này, đây là PES, đây là bản PES 21 nha, em cài cả hai bản PES cho bác. Bản PES 21 này thì có bình luận tiếng Việt nhá, nhưng mà nó chưa có cái phần chuyển nhượng, nó chưa có phần chuyển nhượng mới nhất. Đấy, còn cái bản PES 22 này thì lại không có tiếng Việt. Đấy, nhưng mà nó có chuyển nhượng mới nhất rồi. Đấy, thì bác thích chơi bản nào thì chơi. Đấy, ok chưa? Đấy, game thì khi mà mình chưa bật hack ấy, thì nó sẽ có cái khóa này này. Tất cả game đều có khóa hết. Đấy, không chơi đâu, bấm vào là nó đòi bản quyền. Đấy, thấy chưa? Nó hỏi PlayStation Store. Đấy, cho nên là mình phải bật hack trước khi mà chơi game. Sau khi bật máy, đây, bật hack thì bác vào đây, vào cái trình duyệt internet này, đấy, 3 chữ W ấy. Đấy, chọn vào nó và đợi nó load cái trang hack lên thôi. Và lưu ý là không cần mạng nhé. Nhiều bác là cứ đòi bật mạng lên để hack xong lại tắt mạng đi. Không cần đấy, trang này nó cách ở đây rồi. Chỉ cần cắm mạng, chỉ cần mở vào cái trình duyệt này là tự nó load cái trang hack này ra thôi. Đấy, và nó sẽ yêu cầu mình này, đợi trong vòng khoảng 20 đến 30 giây để nó load cái trang này. Đấy, khi nó hiện cái thông báo này nhá. Đây, nó yêu cầu là insert cái USB device và click OK. Đấy, và click OK này. Đấy, sau khi mà nhìn thấy cái một cái pop up notify. Đấy, khi mà mình cắm cái USB này vào thì đợi cho máy nó nhận cái USB đấy, nó sẽ có một cái pop up. Đấy, bây giờ bác cắm USB vào một trong hai cổng USB của máy nhá. Đấy, cắm vào đợi nó hiện cái pop up notify này. Notification, đấy, thấy chưa, nó hiện này có nghĩa là cái máy nó đã nhận cái USB hack này. Đấy, và bác đợi một chút, đừng làm nhanh quá, làm nhanh quá nó dễ bị hỏng, à không phải hỏng mà nó thất bại, mình phải làm lại mất thời gian. Đấy, bác đợi một lúc, đừng bấm OK vội nhá, theo kinh nghiệm của em, đừng bấm OK vội. Đấy, bây giờ có thể ấn rồi này, đợi vài giây hoặc bấm, chứ đừng, nó đừng tắt cái notify cái mình bấm luôn là nó chưa xử lý kịp đâu. Đấy, bây giờ mình có thể bấm này, bấm OK, thấy chưa? Đấy, thành công luôn, một phát ăn luôn. Đấy, nó hiện là cái thông báo này này, có nghĩa là bật hack thành công nhá. Và nó báo này tất cả đều đăng rồi này. Và bây giờ thì phải rút cái USB device ra. Đây, thì bây giờ bác rút cái USB hack ra nhé. Rồi, thế thôi, như này là bật hack thành công rồi. Đấy, bác nhớ là phải giữ cái USB này, mỗi lần bật hack phải cần đến nó đấy. Hack là cần đến nó đấy, không là không có này là không bật hack được đâu. Riêng các bạn 9.0 này lại cần USB. Rồi, ok. Rồi bây giờ thì bác bấm cái phím PS này này để nó back ra ngoài màn hình chính. Thế thôi. Như thế là vào chơi game thôi. À, một lát nữa nó sẽ mất cái khóa này. Đấy, nhưng mà bây giờ mình vào luôn, không cần đợi nó mất khóa nhá. À, vào game này. À, thấy chưa, nó không báo lỗi như vậy nữa nhá. Mà game này là game kinh dị. Zombie zombie. Mình chỉ chơi offline thôi nhá, không chơi online đâu. Máy hack này không chơi được online bác nhá, nó lưu ý đây này, chơi offline. Quick play.
Em nặng lốt lâu. Thank you.
Đồng thế. Ủa, game này ghê quá. Đây, thoát game bác giữ ly cái này nhá. Đấy, bỏ qua thông báo này, bấm O này, bỏ qua này. Đấy, xong chọn đóng ứng dụng. Mà chơi game có lôi cuốn quá. Đấy, game thì nó mất hết các khóa này bác nhá. Rồi, ok. Bây giờ em hướng dẫn bác cách kết nối tay 2. Mày mình chơi game bác. Đây, tay 2 thì bác bật tay lên nhá. Bấm phím B này, bật tay này. Đấy. Khi mà bật tay lên nó sẽ hỏi kết nối với tài khoản nào, thì em tạo sẵn cái tài khoản có tên là tay 2 này rồi nhá. Đây, bác sẽ chọn sang cái tài khoản tay 2 này, bấm X để chọn thôi. Thì hai tay nó sẽ kết nối với nhau, chứ đừng chọn chung tài khoản nhá. Tại vì cái tay này đang chọn tài khoản KLM Game này. Đấy, cái tay 2 này cũng chọn chung thì một trong hai tay nó sẽ bị mất kết nối đi. Đấy, cho nên là bác chọn cái sang cái tài khoản tay 2 này, bấm X để chọn. Đấy, thì hai tay nó sẽ kết nối với máy. Đấy, mỗi tay một màu. Ok chưa? Ví dụ chơi game eTalkTwo này, này. Thì là phải bắt buộc phải hai tay mới chơi được. Đấy. Rồi, ok bác nhá. Thì đấy em chỉ demo đấy thôi, chơi game mãi chơi game là cuốn hút phết. Rồi. Tắt máy này, bác lên trên chọn phần nguồn. Tùy chọn nguồn. Và tắt nguồn PS4. Đấy. Bác nào có nhu cầu thì cứ comment phía dưới video giúp em nhá. Hoặc là inbox Zalo, Facebook trong phần mô tả video ấy. Các bác ở xa mua hàng thì cọc trước thì em mới ship code nhá, mới cài game, tại vì cài game mới lâu lắm, mất thời gian lắm. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi.